Kính thưa quý vị, chúng tôi cảm ơn sự trở lại quý vị vào phần 3 của chương trình ngày hôm nay. Và trên đường dây tôi có một quý vị hỏi một câu rất là hay, là bà nói bà bị đau ở cái cột sống của bà, xong rồi bà uống oxycodone, rồi bà nó bị cũng bị đã 10 năm nay rồi. Thành ra câu hỏi của bà là bây giờ nó tê chân. Vì tôi tiếp lời câu hỏi, tôi hỏi bà là nó tê cả hai bàn chân hay một bàn chân đó bà? Dạ thưa vâng ạ, một bàn chân. Bên nào vậy bà? Dạ thưa bên tay phải. Bên tay phải. Ok, trường hợp của bà giống như bà hồi nãy có hỏi đó, là nếu mà bị tê rồi, tức có nghĩa là bà bị sciatica, tức nghĩa là một cái cột sống của bà nó bị cái xưa cái đốt xương sống đó, nó bị herniate, nó bị lòi ra, nó đè lên thần kinh tọa của bà. Trường hợp của bà này nó uống thuốc mà không hết, tôi không nghĩ nên uống oxycodone. Trường hợp của bà phải giải phẫu. Dạ, phải giải phẫu. Tiếp lời bác sĩ Toản đó, cái thuốc oxycodone mình không uống lâu ngày được, mình uống lâu ngày nó sẽ nghiền. Mà nó mất hiệu lực đi nữa. Thế là mình phải tiếp tục uống càng cao hơn. Mà uống cao nhiều quá đó, nó sẽ rất là nguy hiểm cho cái mạng. Thành ra đó, nếu mà đã uống oxycodone lâu ngày mà không đỡ là trước sau gì phải mổ. Vâng, thế bà biết là bây giờ trường hợp của bà là mình gặp bác sĩ gia đình, rồi cho đi bác sĩ chuyên môn, làm MRI của cái lưng, coi cái hernia disc, cái sụn của bà nó bị lồi chỗ nào. Rồi người ta sẽ, bây giờ có nhiều phẫu thuật rất là đơn giản, nó không nguy hiểm như ngày xưa. Rất có hiệu lực, bà mới có 62 tuổi. Thành ra đối với tôi mà ta làm arthroscopy, acoupic, mà là ta lấy, ta nâng cái sụn lên hoặc ta lấy hút cái sụn ra, nó sẽ đỡ cho bà nhiều lắm. Thì tôi khuyên bà nên gặp bác sĩ gia đình và để xin đi bác sĩ chuyên môn thay vì uống oxycodone liên tục. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Thưa bác sĩ, tôi chỉ có Medicare một mặt với bác sĩ. Yo, Medicare được. Bác sĩ được không ạ? Được. Bà Medicare họ phục cover mấy chuyện đó. Tôi là penicillin với bác sĩ. Ồ, vậy hả bà? Thì bà nên gặp bác sĩ gia đình của bà để xin đi làm, xin đi chụp hình MRI, rồi xin đi mổ nha. Cảm ơn bà nha. Dạ, xin kính chào bác sĩ. Tôi xin gặp bác sĩ được không ạ? Được, bà muốn gặp tôi lúc nào cũng được hết. Dạ vâng, thưa bác sĩ số phone mấy ạ? Xin bác sĩ bà muốn gặp tôi hay bác sĩ Nhân? Dạ vâng ạ. Bà muốn gặp bác sĩ Toản hay bác sĩ tôi, bác sĩ Nhân hay bác sĩ Toản? Dạ vâng, bác sĩ nào cũng được ạ. Cho bác sĩ Nhân đi. Nếu muốn gặp tôi đó thì cô có cái viết không cô? Dạ có. Số phone của tôi là 714. Dạ. 89. Dạ, 714 897. Dạ. 3300. Dạ. 3300. Dạ. 3300. Vâng, bà vặn TV nhỏ đi, chúng tôi nó bị echo, tôi không nghe bà cũng như bà không nghe tôi. Yeah. Rồi cảm ơn bà nha. Thôi chào bà. Dạ. Dạ. Bên trên đường dây tôi có một quý vị, xin quý vị cho biết tuổi, biết ở đâu, biết câu hỏi. Dạ thưa tôi ở Seattle ạ. Ở Seattle, chào bà. Dạ. Chào bà. Vâng ạ, chào hai bác sĩ. Dạ thưa bác sĩ, tại em cứ tôi bị đau hai cái bả vai mà nó lại ở cơ giữa cái cổ nữa. Nhiều lúc nó đau cả hai cái bên gân của cái cổ. Vâng. Mà tôi có đi bác sĩ gia đình rồi, ông cho cái thuốc giảm đau cứ 6 tiếng uống một lần, thì uống thuốc cái này nó ngủ lắm. Mà không biết cái tình trạng như vậy thì nó ra làm sao bác sĩ? Dạ thưa bà, xin lỗi, bà bao nhiêu tuổi bà? Dạ thưa 70 ạ. Rồi, bà có bị bệnh tiểu đường, cao máu hay bị gì nữa không? Hay là chỉ có đau cổ không thôi? Dạ thưa không ạ, tôi bị mỡ trong máu này. Okay, rồi bị tim hay đập mạnh đó. Thành rồi. Bác sĩ cho uống 150mg cái thuốc này là Metoprolol. Không có bị 150mg để mà trợ giúp cái tim với lại cái phần bị tăng sông á. Rồi cũng không có bị tăng. Rồi. Vâng. Ôi, để trả lời bà liền thì bây giờ đó, khi mà bà quay qua quay lại thế này này, nó có đau không? Bị bà quay cổ, bà nhìn bên phải bên trái, nó đau không? Dạ đau. Khi mà đau nó có chạy xuống cánh tay bà không? Dạ có đau hai bên bả vai, có lúc nó tê. Không, ví dụ bây giờ bà ngồi bà quay qua bên phải của bà, thì nếu mà hay là quay bên trái của bà, đau từ cổ nó có chạy vào cánh tay của bà không? Nó chạy xuống cánh tay của bà không? Nó chạy xuống nửa cánh tay gần cái đến cùi chỏ. Rồi. Nó cervical radiculopathy. Hai bên hay một bên gì vậy? Dạ hôm trước thì một bên, sau giờ cả hai bên luôn. Mà hai bên nó cũng bằng nhau, hai bên bằng nhau phải không? Nghĩa là bên tay trái nó cũng bên hôm nay hôm nọ thì tay trái nó đau nhiều hơn. Hôm nay tay phải nó đau nhiều hơn.
Okay. Là đau hai cái gân cổ rồi xuống. Nhiều khi làm như mình khó nuốt nữa đó. Cái này giống như bác sĩ Toàn nói là cái này có thể là một cái bệnh nó gọi là radiculopathy, nghĩa là mấy cái dây trong cái cổ mình nó có mấy cái khớp xương, xong rồi trong cái khớp xương nó có mấy sợi dây thần kinh nó đưa ra, xong rồi nó đưa ra từ cái cổ mình, nó ra cái vai của mình through cái brachial plexus, có nhiều khi nó bị ép ở đây hay có nhiều khi nó bị ép ở đây, mình không biết được. Cái đó mình phải trở về bác sĩ gia đình đặng họ chụp hình, họ có thể làm họ MRI đặng coi nó bị ép ở đâu, nó bị ép trong cái cervical, mấy cái khớp xương cervical, hay nó bị ép ở cái brachial plexus trong vai của mình. Nhưng mà tôi muốn hỏi một câu hỏi nữa là nếu mà bà giơ tay của bà lên đặng bà chải đầu đó, nó có yếu không? Dạ nó không có yếu, mà vướng nó đau mà. Tôi đi tập thể dục á, thì tập ở dưới nước á, mà tập ở dưới nước chỉ nhảy dưới nước thôi á, mà nó cũng có cảm giác hai cái bên vai nó nóng lên. Thì thưa bà, thì theo đề nghị của tôi thì bà trở lại một gặp bác sĩ gia đình và xin đi chụp hình cổ, cái hình cổ X-ray, xong rồi nếu cần thì chụp MRI để coi có bị kẹt cái xương cổ hay không. Rồi nếu có thể nữa, bà được đi, người ta sẽ gửi bà đi neurologist, nghĩa là người ta làm cái electro myelogram encephalogram, người ta coi cái nerve conduction, with nerve conduction, coi cái nó có bị ép không, ép không. Thì mấy cái đó là bà phải gặp bác sĩ gia đình, chụp hình cổ, làm có thể làm MRI rồi gửi bác sĩ chuyên môn để đo cái sợi thần kinh của bà. Rồi lúc đó thì người ta mới quyết định là có mổ hay là làm những cái gì, bác sĩ. Dạ, thưa bác sĩ, tôi có đi gặp bác sĩ gia đình mới bị bác sĩ mình mấy ngày nay à. Rồi ông bắt gồng tay lên rồi kéo, thì ông bảo tay rất là mạnh. Thì tôi bảo không, cái từ cái cổ trỏ dở xuống bàn tay á thì nó không có sao, mà từ cái cổ dở xuống hai bên cổ, hai bên bờ vai nó rất là đau. Thế ông nói là bây giờ về nằm cái hít, về nằm cái hít rồi chườm đá rồi uống thuốc, mà thấy nó cũng chẳng bớt. Có nghĩa là như tôi nói vừa rồi, thì đã là làm nhiều rồi, thì bây giờ next step sẽ là làm MRI của cái cervical spine, rồi gửi bà đi neurologist để người ta coi có đúng như tôi đoán là cái nó gọi là cervical radiculopathy, tức như là do cái thần kinh ở trên cổ của mình nó bị ép, nó chạy xuống hai vai với hai tay. Tại vì uống cái thuốc mà bà nói, cái thuốc giảm đau thường thường nó chỉ tạm thời chứ nó không có trị nguyên do của nó. Dạ. Yeah. Nhưng mà khó chịu quá bác sĩ. Yeah. Bà uống cái thuốc gì vậy bà? Ngủ thôi chứ mà buổi sáng nay đi lễ, nó cứ tôi đi lễ sáng mà đi lễ là nó đứng lên ngồi xuống nó chóng mặt tưởng muốn té luôn á. Dạ. Yeah. Yeah, không biết là có nên uống nữa hay không ạ. Dạ, bà uống cái thuốc gì vậy? Bà biết cái tên của nó không bà? Cái này là Hydrocodone. Hydrocodone. Ok. Yeah. Thuốc này giảm đau thôi thì thuốc nào bà uống mà nó có phản ứng như phụ thì bà phải ngừng. Yeah. Bà không nên uống. Bà phải trở lại bác sĩ gia đình nói thuốc này làm tôi khó chịu quá, phải ngừng. Cái thuốc này chỉ giảm đau nên nó không trị cái nguyên nhân của cái sự đau. Nó không trị cái, nó không có làm giảm sưng xuống. Đáng lẽ cái thuốc này đó mình phải acetaminophen thì là cái đó cũng là Tylenol thôi. Tức là hai cái thuốc này để làm giảm đau, không có giảm sưng. Đúng rồi. Đồng ý bác sĩ nhân. Thành ra hai cái thuốc này giảm đau thôi, đáng lẽ đó mình phải cho một cái thuốc đặng nó giảm sưng, đặng mình biết. Tại vì mình cho thuốc mà giảm sưng mà nó đỡ là mình biết là sưng cái gân rồi. Nghĩa là mình cho mấy cái thuốc như là Celebrex, Meloxicam hay là Advil, ibuprofen. Yeah. Mấy cái thuốc đó mà uống vô mà thấy đỡ là mình biết chắc chắn là mấy cái thuốc mà bác sĩ nhân nói bà thì nó có thể nó làm cho nó đau bao tử, thì có thể đôi khi tại bà đau bao tử. Bà có đau bao tử không? Dạ không, tôi chỉ có bị ga bao tử thôi mà. Ga bao tử thôi thì có thể, nhưng tôi nói đấy, như bác sĩ nhân nói đấy, bà trở lại bác sĩ gia đình bà nha để xin họ đổi thuốc cho bà. Chứ nếu mà thuốc mà đã làm bà như vậy không nên uống. Dạ. Mấy cái thuốc hydrocodone tôi khuyên đừng uống cái hydrocodone. Cái thuốc đó là một cái thuốc narcotic, nghĩa là mai mốt nghiền rất là dễ mà mình quen thuốc nữa, cái thuốc đó rất là hại. Mình phải bỏ cái thuốc hydrocodone. Thuốc Tylenol nó chỉ giảm đau thôi. Phải uống một cái thuốc nào nó giảm sưng và giảm đau. Dạ. Okay. Rồi, cảm ơn bà nha. Cảm ơn bà. Dạ, vâng ạ. Bây giờ trên đường dây tôi có một quý vị. Xin quý vị cho biết tuổi, biết câu hỏi, biết ở đâu. Alo, chú ơi. Rồi, bây giờ này cho cô. Bây giờ tôi phần 3 đến đây tạm gián đoạn. Tôi hẹn với cô vào off-air nha. Tôi sẽ nói chuyện off-air, đừng hang up nha. Thì bây giờ xin ban kỹ thuật cho off air, tôi tiếp tục nói chuyện với cô rồi mình trở lại on air sau.